nhắc nhưng mà không phải đến bây giờ. Là qua rồi, qua rồi. Bây giờ cháu lại ưu tiên lắp ráp không quan trọng. Cháu lại ưu tiên chú cho em đến. Vừa. Chú lên lấy cho mình một bộ loa DLG 2000 và có đẩy đèn ra DSX7 ạ. Vâng, cứ như thế này chỉ có 13 triệu thôi. Chú bảo chú ở một mình buồn quá mua bộ âm thanh về giải trí nghe. Đấy, rất là tuyệt vời. Bộ này chỉ có 13 triệu đầy đủ thiết bị nghe nhạc hát karaoke đều được và được tặng một bộ mic. Đó, DLG 2000 bản gold màu xám bạc rất là đẹp. Đấy, gỗ vân thông. Nó rất là sang trọng, có nghĩa rất là sang trọng. Bass 30. Thì chiếc mẫu này sở hữu 5 loa trên một thùng cho các giải, nó rất là chi tiết. Bass trung chest nó rất là rõ ràng, nghe rất là sâu và đầm thắm. Đó, bác bảo chơi loa từ năm 75 cơ. Ở trên loa từ năm 75. Đấy, cũng có gọi là trải qua rất là nhiều các hãng rồi. Và cũng tìm được rất là nhiều trên kênh YouTube. Và đã quay trở lại với GK Audio ở 133 phố Trường Lâm để đến trực tiếp và trải nghiệm. Theo chia sẻ của bác, vâng, được cái chuyện làm mới mà chưa. Chú dùng mấy đôi loa của Onkyo đã bị cháy hết rồi. Đó. Chú bảo nghe loa bãi bây giờ nó không phù hợp với nhạc số. Đấy, chú lấy cho mình bộ của karaoke loa mới thế hệ mới nghe nhạc số hiện nay rất là phù hợp. Bass dày, chép nhuyễn và đặc biệt chung nó rất là rõ ràng. Đấy, cứ loa mới mà chơi thì tội gì chưa là bãi. Cũ rồi hỏng không ai bảo hành. Và đó là cái chia sẻ của bác khách đang ngồi ở phía đằng sau đấy ạ. Nhưng mà cái này đẩy kệ là vừa mà cháu đi lắp rất nhiều rồi. Ngang của nó chỉ có lúc 30 thôi. Ngang 30 cũng thở hỏi là những cái chú đi. 6 ôm ạ. Chương cái là G2000 thì dễ ghép không chưa? Hả? Âm đi nào cũng ghép được, rất là dễ ghép. Ghép thì làm sao bằng lại 8 ôm. À không, bây giờ cái thiết kế của hãng rồi, vâng. Cái 6 ôm với 4 ôm là hàng đặc chủng rồi. 6 ôm thì bát nó rất là sâu.